Rồi, ok, xin chào các bác. Thì dạo gần đây em thấy là trên nhóm mình có rất nhiều anh em mà than thở về cái việc mà cái máy của anh em bị cái hiện tượng mà báo lỗi ẩm chân sạc ấy. Thì cái lỗi này nó cũng có từ rất lâu rồi, nhưng mà có vẻ là dạo này gần đây ấy, cái tình trạng máy nó cũ dần đi rồi và nó gây ra hiện tượng này. Thì cái nguyên nhân ấy, thì em nghĩ là do cái máy cũ rồi, hoặc là các bác dùng cái máy xong các bác không may để vào cái nơi mà độ ẩm nó lớn ấy, hoặc đi mưa đi gió gì đấy nó không may nó ngấm vào thôi, hoặc là nhiều khi là cũng có thể là bị hỏng chân sạc các bạn. Thì em cũng đã có chia sẻ với các bác về cái cách để fix cái lỗi ẩm chân sạc này rồi. Thì nếu các bác mà chịu khó vào cái hội LG Việt Nam này này, và các bác vào phần thông báo ấy, thì các bác có thể thấy được là em đã có ghim cái những cái bài để fix một số cái lỗi đây, ví dụ như các tục thuật hay này, xong rồi các fix một số lỗi này đấy đấy. Thì đây em có cái fix ẩm chân sạc đây này đấy. Thì hy vọng là các bác đọc được cái bài này, và em sẽ nói tóm tắt qua cho các bác biết là khi mà các bác bị lỗi ẩm chân sạc ấy, thì trước tiên là các bác nên vệ sinh cái chân sạc của mình đi nhé. Tại vì khi mà vệ sinh xong ấy, em nghĩ là sẽ có thể là sẽ khắc phục được. Thì cái clip mà fix cái lỗi chân sạc này này, em cũng đã có Quận biên giới này càng cái clip mà hướng dẫn các bác vệ sinh cho nó ngon ấy. Và thứ hai nữa là các bác có thể là tắt cái cảm biến, gọi là tắt cái cảm biến cái độ ẩm đi nhé. Nhưng mà tắt cái cảm biến nó báo hiệu cái độ ẩm ấy, thì cách tắt cũng rất là dễ thôi. Các bác vào phần điện thoại này, các bác vào cái menu ẩn như con G8 này, thì là cái mã của nó là 820 nhé. Thì tùy mã của máy các bác như nào thì các bác vào cái phần giới thiệu điện thoại ấy, các bác xem cái mã của máy, các bác là máy nào thì các bác nhập mã vào đây thôi. Đấy, thì các bác vào cái phần menu ẩn này, vào cái phần SCV menu này, phần thứ ba ấy. Đấy, thì các bác vào cái phần đây này, các bác nhìn thấy từ này không? Tiếng Anh thì em hơi ngu, đọc nó sẽ có sai, nhưng mà các bác vào cái phần Moisture Detection đây này, đấy. Đó, có vào đây nhé. Đấy, thì các bác, nó sẽ cho các bác là tắt được cái cảm biến tiệm cận đi. À quên, cảm biến độ ẩm đi. Đấy, thì bây giờ các bác muốn tắt này. Đấy, thì các bác ấn vào cái này. Ấn vào cái này này, ấn tích nó vào. Bây giờ nó không, cái này là em chưa tắt nhé. Đấy, khi các bác nhấn vào đây đấy, thì nó sẽ báo cho các bác là có thể là khi mà các bác tắt cái cảm biến độ ẩm ấy đi, có thể là gây ra cái hiện tượng mà ví dụ như nó vào nước thật mà nó không báo ấy, thì là có thể gây ra hỏng máy ấy. Đấy, thì nếu như máy bác nào mà đã bị báo rồi ấy, mà nó thường xuyên xảy ra, hoặc là nó các bác không có cách nào nữa ấy, thì các bác cứ tắt đi. Đấy, không sao đâu, nó chẳng hỏng máy gì đâu. Các bác sau khi tắt rồi thì chú ý về nước nôi cho nó tí, đừng cho nó vào độ ẩm, đừng cho nó vào nước mưa, đừng tắm nước nó là được. Đấy, thì tắt đi. Đó, tắt đi xong nhá, thì nó báo là các bác nên khởi động lại một cái. Thì các bác khi mà nhấn tích vào đấy rồi thì các bác khởi động lại thôi là xong. Đấy, thì hai cái cách này là cách mà bác có thể làm được trực tiếp ở ở nhà mình. Còn nếu như mà các bác làm hai cái cách này rồi ấy, làm hai cái này rồi nhá, mà vẫn không được ấy, thì em nghĩ là phải đến 90% đến 99% là cái cổng sạc của các bác nó bị hỏng rồi. Đấy, có thể là cái cổng sạc của các bác hỏng rồi. Thì các bác nên tìm nơi để các bác thay thế cái cổng sạc thì thôi. Thì đây cũng có một cách nữa này này. Đây là cách của một cái bác mà đây này, khắc phục độ ẩm trên G6 này đấy. Đấy các bác, đấy bác này thì cũng hướng dẫn là vệ sinh thôi, vệ sinh cái cổng sạc bằng cồn thôi. Đấy, thì các bác vào đấy mà xem thôi. Còn nếu mà các bác dùng mấy cái cách đơn giản này mà không được thì các bác phải thay thôi. Xui thì phải thay thôi. Mà em nghĩ là thay cái cổng sạc của mấy con LG nó cũng dễ, mà nó là module riêng mà. Các bác đặt hàng về các bác tháo ra lắp vào là xong ấy mà. Thì cái clip tháo máy cái thứ, em cũng có một clip tháo con máy G8 này rồi đấy, thì các bác xem để các bác học hỏi thôi. Đấy,
Ok, cái lỗi này thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà nếu mà liên quan đến phần cứng thì đúng là phải thay thôi. Ok, chào các bác nhé.